Hello, chào bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt chế độ Auto Movie trong Facebook. Chẳng hạn như chúng ta có Facebook như các bạn nhìn trên màn hình, thì khi các bạn kéo scroll vào những cái video, thì tự động những cái video này nó sẽ tự mở để chạy cái video này, thì đôi khi cũng sẽ rất là bất tiện cho chúng ta, cảm thấy rất là khó chịu. Thì có một số bạn thì hỏi mình là không biết là cách tắt cái chế độ này ở đâu. Nhưng bạn thấy thì mỗi lần mình kéo thì nó sẽ tự động nó chạy. Thì cách tắt rất là đơn giản. Chúng ta sẽ vào phần này, chọn setting, cho phép chúng ta chọn video, thì các bạn sẽ thấy được là có chế độ là auto play videos. Thì các bạn chọn off, sau đó các bạn quay lại xem để nó có còn chạy không. Ta sẽ tìm cái tin nhắn video này. Đây. Như vậy là nó không tự động play nè. Không tự động play nè, mà chúng ta phải click vào thì nó mới play. Như vậy là một cách rất là đơn giản. Chúng ta chọn setting, chúng ta chọn video. Chúng ta có thể bật là default. Thì khi chúng ta ra ngoài thì những cái tin mà trên Facebook nó có video như này thì nó sẽ tự chơi, chúng ta không cần click vào. Chúng ta muốn tắt đi thì chúng ta setting và video, chọn default và chúng ta chọn off. Xong như vậy chúng ta gặp cái video này thì chúng ta không còn thấy nó tự play nữa. Đây là cách rất là đơn giản để chúng ta có thể tắt cái chế độ autoplay trong Facebook. Hy vọng mà các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy cái phương pháp này trong Facebook của các bạn. Rất là đơn giản. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Chào các bạn.